Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13 tháng 9, VN đóng cửa giảm 1 điểm so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Về cái biến động giá, anh chị thấy VN vẫn dao động trong biên hẹp, vẫn giữ được cái xu hướng sideways. Và trong phiên thì có nhún về những cái vùng giá thấp, cụ thể là vùng 1243 để mà nó kiểm tra cung cầu. Đó, và chiều ngày hôm nay là phiên hàng về của nhịp bắt đáy ngày 9 tháng 9. Thì anh chị mình thấy là cái lực cung bán ra nó có sự kiểm soát tốt đúng không? Thì VN nó mới có hình thành cái thanh khoản ở ngưỡng thấp như thế này. Trường hợp mà bị bán tháo anh chị thì không được cái thanh khoản như thế này đâu nha. Đó, và tổng quan lại một cái phiên giao dịch ngày hôm nay bản chất không quá xấu, đúng không? Giảm điểm, thanh khoản thấp, biên độ dao động hẹp thì nó vẫn mang một cái bản chất nó khá là an toàn. Đó, và điểm nhấn của cái phiên giao dịch ngày hôm nay nó xuất phát từ yếu tố lực cầu vào cuối phiên. Lực cầu này thì nó đến từ phía nhóm cổ phiếu midcap là chính anh chị. Chứ bản chất mà lực cầu đến từ nhóm cổ phiếu lớn á, thì em nghĩ là cái chỉ số của VN nó sẽ không đóng cửa giá đỏ ngày hôm nay đâu. Đấy, thì lực cầu nó tập trung chủ yếu ở một số nhóm như là dầu khí nè, thịt heo nè, đúng không? Dabaco, HAG đấy, rồi điện hoặc là thủy sản. Tí nữa mình sẽ đi phân tích đánh giá những cái nhóm, cái cơ hội đầu tư của những cái nhóm cổ phiếu này. Đó. Dạ rồi, quay trở lại với VN thì như em có chia sẻ là mặc dù đóng cửa đỏ điểm ha, nhưng mà bản chất thì nó cũng không phản ánh hết cái phiên giao dịch ngày hôm nay, bởi vì là số cổ phiếu giữ sắc xanh á, nó chiếm cái ưu thế hơn. Kèm theo đó, ở một số nhóm cổ phiếu nó đang vận động theo cái xu hướng là cân bằng trước VN Index, cũng có một số cổ phiếu nó đã phát động đi trước rồi. Đó, và đó sẽ là những cái cổ phiếu nào. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi sang phân tích nhóm ngành, phân tích cổ phiếu luôn anh chị ha. Dạ rồi, trước khi đi vào buổi video phân tích ngày hôm nay thì xin chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh đầu tư chứng khoán cho Phản Stock. Anh chị nào chúng ta mới theo dõi kênh của em thì anh chị đừng quên ủng hộ em bằng một nút đăng ký kênh nha. Trường hợp anh chị muốn em giải đáp về mã cổ phiếu thì anh chị vui lòng để lại bình luận ở phía dưới video này, bao gồm mã cổ phiếu, kèm chiều mua, chiều bán hoặc là chiều nắm giữ để em có thể tư vấn được tốt nhất. Trường hợp những anh chị muốn tham khảo nhận định ngay tại phiên giao dịch thì anh chị vui lòng tham gia room cộng đồng của em bằng cách là mình quét cái mã QR bên góc màn hình bên trái này nhé. Thì ngay tại room cộng đồng em cũng sẽ chia sẻ một số cái cơ hội đầu tư cũng như là kiến thức đầu tư đến với anh chị mình. Dạ rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn sang nhóm dầu khí đi. Nhóm này thì anh chị thấy là sáng ra VN của chúng ta nó đã gặp cái áp lực bán nhất định rồi, nhưng mà dầu khí thì lại neo giữ sắc xanh được khá là tốt và thậm chí là lực cầu vào tích cực nhất trong tất cả các dòng ngày hôm nay. Anh chị nhìn sang BVB nè. Đấy, thì cổ phiếu này hôm nay nó tăng điểm đạt về cái thanh khoản, đúng không? Tuy nhiên á, tại sao em không có tư vấn anh chị những cái mã này? Bởi vì là thanh khoản nó rất là bé. Anh chị mình thấy đánh trần mà chưa tới 1 triệu cổ phiếu nữa. Đó, thì thành ra là cái size để mà tham gia cái cổ phiếu này á, nó không phù hợp cho số đông anh chị. Đó, và anh chị mình lưu ý nè, nhìn sang BVB thì cổ phiếu này á, nó đánh rất là đúng cái form cốc tay cầm ha. Cốc tay cầm là cái form mẫu hình khá là thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta, ngoại trừ kèm theo là những cái mẫu hình như là gãy nền rũ nè, hoặc là mẫu hình hai đáy nè, đúng không? Đấy, anh chị mình lưu ý nè, BVB có một cái giai đoạn tích lũy kỳ cung đó, sau đó về lại những cái vùng kháng cự. Thì anh chị mình lưu ý cái mẫu hình cốc tay cầm á, cái điều kiện quan trọng là giai đoạn trước cái mẫu hình phần cốc này nè, là nó phải có một cái giai xu hướng tăng trước đó nha. Đó, sẽ có một số cái trường hợp là cổ phiếu nó đi vận động theo cái mẫu hình này nhưng mà trước đó nó không phải là cái xu hướng tăng. Đấy, thì anh chị mình lưu ý là trường hợp á, mà nó xuất hiện cái xu hướng tăng này thì nó sẽ gọi là nó uy tín hơn. Chứ mà cái mẫu hình mà nó không xuất hiện cái xu hướng tăng trước cái phần cốc á, thì nó không có chắc chắn 100% là nó đi theo cái vận động mẫu hình cốc tay cầm đâu. Có thể là nó sẽ bị fail cái mẫu hình này. Đấy, nên là nếu mà để mà chính xác nhất á, thì trước cái phần cốc nó phải có cái giai đoạn tăng, anh chị mình lưu ý ha. Thì BVB á, nó đánh khá là chuẩn cái form này. Đó, và anh chị mình thấy là cái phần đáy á, của cái phần cốc nó vẫn phải kiệt khối lượng,
nha. Đó là yếu tố số 2 anh chị mình cần phải lưu ý về cái mẫu hình này. Kèm theo là cái phần đáy của cái chiếc tay cầm luôn cũng phải khối lượng thấp. Thì như thế nó mới đạt về cái tiêu chí mẫu hình này. Đúng không? Thì anh chị mình thấy nè, BVB nè. Rất chuẩn ha. Anh chị mình note lại cái mẫu hình này. Rồi sau này á, cổ phiếu nào nó vận động anh chị thấy tương đồng với cái mẫu hình cốc tay cầm, anh chị mình lôi con BVB này ra ra xem. Đấy. Rồi mình đi sang cổ phiếu BVD. BVD nhìn chung cũng khá khỏe luôn. Đúng không? Đoạn trước thì nó dao động tương đối lỏng. Đó, với cái yếu tố khối lượng lớn như thế này thì thật sự rất là khó tham gia. Như anh chị thấy mình dòng chứng khoán giai đoạn trước á, ví dụ nhắc xem ha. Anh chị mình thấy các dao động nè. Khối lượng lớn. Mà thường em hướng dẫn anh chị mình á là các dao động mà nó tích lũy sideways với yếu tố thanh khoản thấp thì nó mới đủ yếu tố an toàn nữa mà anh chị mình tham gia. Rồi anh chị mình thấy ví dụ như HCM nè, khối lượng dao động lớn quanh cái vùng này. Bản chất là nó tăng cũng không quá nhiều, tăng chỉnh. Đúng không? Thì thành ra đối với trường hợp của BVD á thì cái biên độ giá nó dao động nó lỏng hơn con HCM. Đấy, nên đối với BVD nhìn chung là xét về cái xung lực dòng tiền của cổ phiếu này thì không phải bàn cãi rồi. Con này là cái mang cái tính đầu cơ cao nhất nhóm dầu khí luôn ấy. Đó, nói với lại con BVC. Thì đối với BVD sau cái phiên ngày hôm nay em lại thấy nó đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất á, anh chị mình thấy trong cái nhịp rũ vừa rồi, đồng ý là cổ phiếu này nó cũng bị ảnh hưởng theo thị trường chung, nó giảm điểm với khối lượng lớn, đúng không? Tuy nhiên cái động lực hồi phục của nó vẫn có nè. Anh chị thấy nè, tạo một cái đáy nè, một cái điểm hướng lên nè, đúng không? Hôm nay tiếp tục lại có dòng tiền vào. Đó, thì nhìn chung đối với cổ phiếu BVD á, cái form này nó cũng rơi vào cái mẫu hình cốc tay cầm luôn nha anh chị nha. Đó, nếu mà nó đi lên được thì nó sẽ thành cái phần tay cầm, đúng không? Em xóa cái phần này để anh chị mình hình dung nè. Tại sao mình nói BVD nó mạnh? Trong cái giai đoạn mà VN Index nó rũ á, một số mã cổ phiếu nó vận động theo giống như BVD, tức là nó rũ về dưới cái vùng giá nền, đúng không? Anh chị thấy BVD về nền nè. Đó, ví dụ như dòng ngân hàng thì chúng ta cái STB đi. Đó, nó rũ về nền luôn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì STB nó vẫn lình xình quanh cái vùng dưới này, đúng không? Trong khi đó thì BVD nó lại có xu hướng đi lên. Mà cái dòng tiền anh chị mình biết là cái dòng tiền mà đã đẩy giá cổ phiếu đi lên này, nó không xuất phát chính từ nhà đầu tư cá nhân. Lưu ý ha, trong cái giai đoạn mà VN vẫn còn lình xình như thế này thì cái dòng tiền này nó xuất phát từ nhà đầu tư tổ chức. Đấy, thì thành ra là anh chị nào có BVD thì mình cứ tiếp tục nắm giữ ha. Bản chất hôm nay vẫn là một cái điểm mua của BVD á, nếu anh chị nào chúng ta có cái gọi là mình máu hơn một chút á thì mình có thể chú ý BVD được. Đúng không? Còn trường hợp ngày mai mà cổ phiếu mở gap tăng thì thôi. Bỏ qua giúp em ha. Đấy, dạ rồi, thì đó là xu hướng của BVD, anh chị có hàng mình tiếp tục nắm nè. Ngoài ra thì chúng ta có BVS tương đối thôi. Đó, cái xung lực thì nó không quá mạnh như là BVD, đúng không? Tuy nhiên về cái xu hướng của BVS hiện tại chúng ta cũng cần phải lưu ý. Thứ nhất là nó cũng đã hình thành một cái form đáy lần thứ nhất rồi nè. Và nó có những cái phiên hướng lên. Đó, nó không hướng thẳng hình chữ V như con BVD mà nó đi lên từ từ, đúng không? Bởi vì cái xung lực dòng tiền nó yếu hơn con BVD. Tuy nhiên thì anh chị mình lưu ý BVS á, nó đang dao động trong một cái gọi là cái mẫu hình lá cờ á. Anh chị nối các đỉnh với các đáy lại với nhau thì nó đang dao động trong một cái vùng biên này, đúng không? Đó, thì khi nào mà cổ phiếu á nó siết được cái biên này nè, có thể nó sẽ đi ngang thêm một vài phiên quanh mức giá 27 chẳng hạn. Đó, thì anh chị mình có thể chú ý BVS được, đúng không? Nó tương tự như cái giai đoạn này nè anh chị. Đó, anh chị mình lưu ý nè, đúng không? Nó cũng hình thành, nó cũng dao động trong một cái mẫu hình lá cờ á, siết lại cái biên nè. Đấy, và anh chị mình thấy ha, cũng có những cái nhịp rũ nhất định nè, đúng không? Đó, rất nhiều nhịp rũ nhưng mà nó vẫn bám sát cái đường trendline tăng trong ngắn hạn. Trong ngắn hạn thôi nha, nó đi lên, nó đỡ giá. Đấy, và sau đó nó xuất hiện những cái nhịp cân bằng với khối lượng thấp nè, đúng không? Thì sau đó cổ phiếu xuất hiện những cái điểm vượt cái vùng, vượt cái trendline giảm nè, đúng không? Ở
cái đường phía trên là trend line giảm, cái đường phía dưới là trend line tăng. Đó, thì anh chị cứ nối với nhau lại, nó mà vượt cái đường trend line giảm ngắn hạn với yếu tố thanh khoản lớn thì đó sẽ là những cái điểm xác nhận anh chị mình có thể chú ý giải ngân đối với BVS. Thì đến thời điểm hiện tại á, BVS nó đang trong cái giai đoạn siết biên này nè. Đó, trong cái giai đoạn này anh chị có thể canh lại BVS ha. Đó, tạm thời mình cũng chưa có nên giải ngân vội đối với cổ phiếu. Đó, con này nốt lại nhé. Thì dầu khí có một số cái mã cổ phiếu mình cần lưu ý như thế, ví dụ như BSR thì sao, vẫn đang cân bằng đúng không? Đó, cân bằng quanh cái vùng dưới này, đợt em có nói rồi, nó về tới đây thì hạn chế bán nè, để cho nó cân bằng đi. Khả năng thì nó cân bằng xong nó cũng sẽ về những cái vùng giá 25.x26, tức là cái vùng nền trên này. Thì đối với BSR cái xung lực nó yếu hơn những cái mã cổ phiếu còn lại, bởi vì đoạn trước anh chị mình đã thấy là BSR nó tăng nhiều rồi đúng không? Đó, thì hiện tại cái xung lực nó không còn cái động lực đẩy giá mạnh như cái giai đoạn trước nữa đấy, nên là anh chị mình lưu ý ha, nó có sự phân hóa đấy, nên chúng ta chọn lọc cho thật kỹ. Thôi thì hơi yếu chút về nền, tích lũy lại, nhìn chung cũng không nên bán ha. Con này nắm về tới cái vùng giá 13.x, không muốn nắm nữa thì canh tới đây hạ ra. Thì đó là một số điểm lưu ý đối với nhóm dầu khí. Tiếp theo mình đi sang nhóm thịt heo đi. Dabaco nè. Anh chị thấy Dabaco nó khỏe ha. Hôm nay là phiên hướng lên, dòng tiền vào khá là đạt. Và nó cũng rơi vào cái form cổ phiếu mẫu hình gãy nền rũ, đúng không? Cái mẫu hình này thì em có đề cập với anh chị mình ở video cuối tuần rồi nè. Đó, anh chị mình lưu ý ha, trong giai đoạn sắp tới thì cái mẫu hình này nó sẽ khá là phổ biến, bởi vì như em có chia sẻ là VN đi ngang rũ một nhịp xong cân bằng vùng dưới, thì đa phần các cổ phiếu 70 80% các cổ phiếu nó vận động theo xu hướng thị trường chung đúng không? Thì ba Dabaco là một trong những cái trường hợp đó, và đây cũng là cổ phiếu nó đã phát tín hiệu đi trước ha, cho thấy là nó khỏe hơn VN Index ở thời điểm hiện tại đấy. Thì anh chị mình lưu ý Dabaco nè, bản chất hôm nay á anh chị mình có thể lấy vị thế đối với Dabaco được ha. Anh chị mình nếu mà mình nhận biết về, có hiểu một chút về kiến thức kỹ thuật á, thì nhận thấy là dòng tiền hôm nay vào đạt nè đúng không, xu hướng điểm hướng lên nè. Đó, trước đó anh chị mình phải quan sát là con này nó có dòng tiền của tổ chức nha. Đó, sau đó cổ phiếu bắt đầu tích lũy lại, thị trường không đồng thuận, rũ một nhịp, và anh chị thấy rũ khối lượng lớn này. Nhìn chung á, che những cái phiên này lại nè. Đó, che những cái nhịp này lại. Nói chung là đối với Dabaco xuất hiện cái phiên ngày hôm nay nó lại thành đẹp. Ví dụ như không có cái phiên ngày hôm nay nó vẫn lình xình thì em vẫn chưa chú ý Dabaco đâu. Nhưng mà hôm nay nó lại có một cái phiên hướng lên, dòng tiền vào đạt, thì anh chị mình cần phải lưu ý lại đối với Dabaco trong cái giai đoạn sau ha. Trước đó anh chị mình thấy nó rũ rất là kinh khủng luôn á ha. Mua sai điểm một cái chịu không nổi với nó luôn, nó rủ về nền dưới luôn mà khối lượng lớn nữa, giảm điểm khối lượng lớn đúng không? Đấy, thì thành ra là sau khi mà rủ kịch liệt xong, cổ phiếu bắt đầu cân bằng, dao động biên hiệp trở lại. Đấy, anh chị mình thấy là cái tiền đề xuất hiện những cái nhịp tăng điểm á, thì trước đó cổ phiếu luôn dao động trong một cái biên độ hẹp không? Nó cho thấy cái yếu tố cân bằng của cổ phiếu nha, biên độ hẹp với khối lượng thấp, đó một cái yếu tố tiên quyết để mà anh chị cần phải lưu ý lại trong những cái cổ phiếu sắp tới đúng không? Đấy, thì đối với Dabaco anh chị mình lưu ý nè, con này á trường hợp nó lên tới đây nó tích lũy lại đúng không, thì hoặc nó không cần tích lũy nữa, hoặc là nó chỉ gọi là test lại thôi, thì mình cũng sẽ canh những cái điểm tham gia. Lưu ý đối với Dabaco ha, nó khá là tương đồng với cổ phiếu BHR trong cái giai đoạn này nè. Anh chị mình thấy BHR trước đó cũng đã có những cái phiên tích lũy lại đúng không? Đó, chỉ khác là BHR trước đó nó chưa có phiên dòng tiền xác nhận như Dabaco. Đó, nhưng mà nó cũng là vào cái phong tích lũy nè. Sau đó cổ phiếu bắt đầu rũ rất là quyết liệt nè, đúng không? Về lại những cái vùng nền dưới nè. Bắt đầu cân bằng khối lượng thấp trở lại nè. Đó, sau đó có những cái phiên điểm hướng lên, dòng tiền vào đạt nè, anh chị thấy không ạ? À? Đấy, thì ví dụ như anh chị mua ngày hôm nay thì mình đợi cổ phiếu nó về kháng cự, nó tích lũy lại đúng không? Đấy, bản chất thì nó cũng chưa thể tăng ngay đâu. Đó, tuy nhiên thì anh chị mình cứ canh các nhịp phía sau đối với Dabaco. Anh chị thấy BSR này về tới những cái vùng kháng cự của nó ha, nó vẫn có những vài phiên chững lại nè, thấy không? Nó chững lại nè, sau đó nó mới tiếp tục nó tăng tiếp nè.
đúng không? Tiếp tục lại chững lại, sau đó mới có những cái phiên bùng nổ về dòng tiền. Đấy, thì thành ra Dabaco là một trong những cái mã cổ phiếu anh chị nốt lại trong giai đoạn sau ha. Đấy, dạ rồi. Rồi HAG thì sao? HAG thì cái điểm yếu duy nhất của nó đó là mở gap nó tăng nè. Đó, và thật sự thì nó cũng chưa có những cái phiên mà đạt về cái thanh khoản nữa. Đó. Nên là anh chị mình lưu ý trước đó HAG nó đã bị bán với khối lượng lớn rồi. Thì thành ra đối với HAG ha, em đánh giá là nó cần phải cân bằng thêm. Thì như thế nó mới đủ cái yếu tố an toàn để mà chúng ta tham gia. Có thể ở đâu đó nó sẽ rung lắc, nó về test lại cái vùng gáp này nè. Đó, yếu tố rút chân lên sẽ là một trong những cái tiền đề chúng ta chú ý lại trong giai đoạn sau. Còn hiện tại thì mình cứ quan sát nó đi. Đó, tích lũy lại thì tốt, retest rút chân thành công thì sẽ ok. Đấy, dạ rồi. Bây giờ mình sẽ đi sang nhóm thủy sản. Thủy sản thì như anh chị thấy SM dòng tiền vào rất đẹp ha, rất khỏe. Đó, cổ phiếu này thì như em có chia sẻ với anh chị mình ở video cuối tuần luôn đúng không? Đó, những cái mã cổ phiếu mà nó khỏe trong cái nhịp mở biên rơi của VN Index vừa rồi. Ở đây thì em sẽ bật cái chạc VN Index ở phía dưới nè cho anh chị mình hình dung nè. Đó, anh chị mình thấy là đối với ASM thì nó vẫn giữ được cái trend lai tăng trong ngắn hạn, trong khi đó VN nó mở biên rơi. Đúng không? Thì những cái mã cổ phiếu này nó giữ giá tốt á. Là những cái mã cổ phiếu mình nên chú ý lại, không phải là mình mua nó ngay, nhưng mà mình phải chú ý nó lại trong một hai phiên sắp tới coi như thế nào. Thì đối với ASM giữ xu hướng khỏe nè, thì em cũng kỳ vọng là con này nó tích lũy á thêm một hai phiên nữa á. Thì em sẽ xem xét giải ngân. Nhưng mà qua cái phiên ngày 9 tháng 9 cái là nó mở gap nó tăng luôn. Và một trong những cái yếu tố mà mở gap mình mua á, nó không có an toàn anh chị. Nên thành ra là không có điểm mua đối với ASM luôn. Đấy, thành ra khá là đáng tiếc ha. Xét về xu hướng nè. Đó, thì đây là một trong những cái điểm lưu ý anh chị mình nên nhớ ha, để mà chúng ta rút được những cái kinh nghiệm trong cái giai đoạn sau. Bản chất những cái nhịp rung lắc của thị trường là để kiểm chứng cái sức khỏe của cổ phiếu, chứ không phải là để mà chúng ta rung lắc cái là chúng ta hoảng loạn, chúng ta đi bán hết cổ phiếu là không có. Trừ khi nào mà trường hợp mà VN Index nó xuất hiện những cái yếu tố xấu á, ví dụ như nó bán tháo hay là cái gì đó, thì mình sẽ nhanh tay xử lý đó, chứ không phải là cứ thấy VN giảm là vác hết danh mục ra bán thì như thế không nên, đúng không? Đó, ví dụ như ASM là một trong những ví dụ điển hình của cổ phiếu đi ngược thị trường nè. Khỏe ha. Anh chị nào có hàng thì xin chúc mừng. IDI thì yếu hơn một chút, nhưng về xu hướng thì nó cũng khá là tích cực. Hôm nay điểm nhấn vào dòng tiền nè, điểm buy vote nè, có hàng nắm thôi. Ngày mai nó mở gap tăng thì canh chốt lãi sẽ là kháng cự quanh mức giá 24-25 này. Lưu ý nhé đối với IDI. Dạ rồi, thì nhóm thủy sản mình có một số cái lưu ý như thế về điểm mua là đã qua nên anh chị hạn chế đuổi giá. Tiếp theo mình đi sang nhóm cái nhóm phải kể đến đó là nhóm thép đúng không? Nhóm thép rất khỏe ha. Ví dụ như anh chị mình thấy nè. Nam Kim. Mặc dù là nó chưa có những cái phiên tiền vào bất quyết liệt cái vùng nền, nhưng mà cái yếu tố đỡ giá trong những cái nhịp rung lắc đối với cổ phiếu này cũng là một cái vấn đề mình cần phải xem xét đúng không? Ví dụ như anh chị mình thấy Nam Kim nè, nó rơi vào cái mẫu hình đền trong đền nè anh chị lưu ý nha. Đó rồi HSG. HSG thì ngày mai là giao dịch không hưởng quyền, thì hôm nay nó gặp kép lượng cung bán nhất định đối với những nhà đầu tư không muốn sở hữu cổ tức đúng không? Đó, tuy nhiên thì một cái điểm sáng là cổ phiếu vẫn giữ được cái vùng nền, đây là điều rất là khá là tích cực cho cổ phiếu này rồi. Đó thì nhìn chung hôm nay á, ở room khách hàng em cũng chia sẻ bán cổ phiếu này luôn, bởi vì mình không muốn nhận cổ tức. Đó, nhưng mà cái yếu tố đỡ giá trong cái phiên ngày hôm nay của HSG á, là một cái điểm sáng cho nhóm thép anh chị ha. Rồi nhìn sang HBG. Vẫn xu hướng sideways thôi, không có diễn biến gì mới, có hàng thì vẫn nắm giữ. Nó bản chất như anh chị mình thấy Nam Kim là con đầu cơ nhóm thép, nó nhạy về cái dòng tiền, nó nhạy hơn cả HSG trong cái giai đoạn này luôn. Đấy nên là thành ra đối với Nam Kim anh chị nào có hàng thì mình cứ tiếp tục nắm giữ ha.
phong cổ phiếu đang khá là đẹp và em kỳ vọng target nó về lại những cái vùng giá 26 này. Vùng trên này. Đấy. Rồi sẵn đây thì mình đi sang cái dòng đạm luôn. Dòng đạm thì một số anh chị nhà đầu tư hỏi em là có nên mua vào không? Anh chị mình cùng nhìn tổng quan ha. Ví dụ như là DGC nè, neo giữ khá là tích cực. Đó, thì đối với DGC á, do là trước đó cổ phiếu nó đã có cái giai đoạn chạy nước rút rồi. Đấy, và nó đã có những cái phiên mà dòng tiền tổ chức họ thoát ra luôn. Đấy nên thành ra cái xung lực của DGC trong cái giai đoạn này nó sẽ yếu hơn so với những cái mã cổ phiếu khác chẳng hạn như DCM. Đấy, nhưng mà không phủ nhận là trong ngắn hạn cổ phiếu này đang neo giữ giá khá là tích cực. Đúng không? Đó, đang xoay quay trong một cái biên nền thì cũng kỳ vọng ngày mai có những cái điểm buy vote để mà nó vượt khỏi cái vùng nền này, nó tiến về những cái vùng cao hơn. Ha anh chị ha. Nó có hàng thì nắm thôi, chứ bản thân em thì cũng chưa, gọi là đối với DGC thì cũng chưa đạt về cái form của mình giải ngân lắm. Thứ nhất là cái khối lượng nó vẫn còn lớn. Nhìn sang DCM. DCM thì ok đấy. Giữ được giá ok này. Nhưng mà nó chưa có kiệt về thanh khoản, không đạt tiêu chí mua anh chị ha. Mặc dù đỡ giá rất là tốt, nhìn chung dòng đạm á anh chị mình để ý đi, khó mua lắm anh chị. Thật sự dòng này em đánh nó cũng không có duyên vào cái là dính nhịp rũ của nó à. Nên thành ra mình cũng khá là nhét tay, nhưng mà hiện tại thì cái xu hướng của cổ phiếu giữ nền khá là tốt. Nên là anh chị nào có hàng thì mình cũng yên tâm nắm giữ ha, cũng tự tin nắm giữ chứ cũng không phải là quá xấu. Bản chất con này vẫn cái dòng ví dụ như DCM vẫn là một trong những cái mã cổ phiếu khỏe trong nhóm phân bón và nó đỡ được giá tốt so với xu hướng thị trường chung, đúng không? Nếu mình có hàng thì mình cứ nắm giữ thôi. Về điểm mua thì em sẽ chú ý những cái mã khác chứ không phải là DCM, anh chị lưu ý ha. Mã nào thì tí nữa em sẽ chia sẻ với anh chị mình sau. Dạ rồi, bây giờ mình đi sang một số nhóm cổ phiếu lớn đi. Đó thì ví dụ như dòng ngân hàng. Anh chị thấy là dòng ngân hàng á ở thời điểm hiện tại nó có những cái sự phân hóa nhất định. Đúng không? Những cái cổ phiếu nào nó bị điều chỉnh sâu thì bây giờ nó mất thời gian lâu hơn để mà nó cân bằng. Đó, ví dụ như cái nhóm này á em đánh giá là nó vẫn chưa có thật sự cân bằng đâu. Chỉ có ở điểm sáng hôm nay là có con CTG này nó hướng lên nè. Nó giúp neo giữ cái tâm lý nè, đúng không? Còn anh chị nhìn xem ví dụ như BID nè, vẫn còn lình xình, vẫn đang tìm cái vùng cân bằng, đúng không? STP đó về hỗ trợ đang lình xình tìm cái điểm cân bằng thôi đấy. Và nó cân bằng chưa thì em đánh giá là vẫn chưa nha. Đó, nó cần cần thêm vài phiên để mà nó tích lũy lại đó. Nên là anh chị mình thấy ví dụ như CTG thì nó đã phát động đi trước, đây là một trong số ít cổ phiếu nhóm ngân hàng nó giữ được cái xu hướng, gọi là nó phát cái tín hiệu đi trước á. Đấy thì thành ra đối với CTG anh chị mình lưu ý ha, những anh chị này chúng ta nắm quá nhiều thì em khuyến khích là lên tới những cái vùng giá 28 chấm ít á, chúng ta nên hạ bớt. Đối với nhóm ngân hàng thì có nắm vẫn được, nhưng mà nắm cái tỷ trọng ít thôi, bởi vì cái động lực tăng của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại em thấy vẫn chưa có. Sắp tới thì tiếp tục lại nới room, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng không nên quá kỳ vọng về cái tin này nữa. Giai đoạn vừa rồi thì cũng nới room đó, nhưng mà nới room cái đi xuống luôn. Đó, nên thành ra đoạn sau thì trường hợp nó cân bằng thì mình chú ý lại anh chị ha. Còn bây giờ thì nắm thì ưu tiên nắm một cái tỷ trọng ít thôi, không quá nhiều. Và chúng ta sẽ tập trung cái phần vốn, phần tiền mặt dịch chuyển sang những cái mã cổ phiếu nó nhảy về dòng tiền trong cái giai đoạn này hơn. Đó. Đây ví dụ như anh chị mình thấy nè, TP Bank thì vẫn lình xình thôi, nền trên giờ xuống nền dưới, khối lượng thấp, thiếu động lực và dòng tiền, đúng không? MB thì vẫn giữ được cái vùng nền phía trên này, về nền dưới rồi nhưng mà về cái form gọi là tích lũy biên lớn á, thì nó vẫn giữ được đó. Nên là có hàng thì em nghĩ cầm nắm và quan sát thêm được, đúng không? STB chia sẻ rồi, HD Bank. Một số cái mã cổ phiếu ví dụ như là SHB nè, hoặc là HD Bank nè, hoặc là Liên Việt nè. Thì cái trạng thái cân bằng của cổ phiếu nhìn chung là nó đẹp hơn so với những cái mã cổ phiếu nó giảm điểm. Đó, ví dụ như anh chị thấy đẹp nhất là SHB nè, nó có xu hướng đi lên từ từ nè, đúng không? Đó, thì bây giờ cũng kỳ vọng có những cái điểm điểm nổ về dòng tiền. Đó, thì anh chị lưu ý ha, SHB vùng kháng cự là tích lũy nền trên. Rồi HD Bank cũng tương tự luôn.
HD Bank nó đẹp hơn một chút. Đó là gì? Nó giữ được cái nền phía trên này. Nó giữ được cái nền phía trên chứ nó không bị gãy cái nền mà nó tích lũy bên dưới. Đó, nên là đối với HD Bank em nghĩ là trường hợp mà cái dòng này nó có sự đồng thuận thì con này nó sẽ phát tín hiệu đi trước nha. Anh chị mình thấy HD CTG nó hồi, nhưng mà bản chất là CTG á đi lên nó còn gặp kháng cự. Còn con HD Bank này đó là nó giữ được cái nền trên. Đó, tức là ví dụ như CTG thì CTG thì trường hợp CTG á nó tích lũy được cái nền trên này nè, giữ được cái vùng nền trên này nó sẽ khỏe nè, đúng không? Đó thì anh chị mình lưu ý HD Bank ha. Cũng khá là ok đấy. Rồi mình đi sang nhóm chứng khoán. Thì hôm nay nhóm chứng khoán chúng ta thấy là có HCM cân bằng trước, thì bây giờ nó đi lên trước cái nhóm chứng khoán, đúng không? Thì đối với HCM anh chị lưu ý ha, cái vùng kháng cự sẽ là quanh mức giá 26.x27, lưu ý nhé, quanh cái vùng này. Đấy, nhìn chung xu hướng ngắn hạn thì nó đã nâng đáy rồi nè. Đó, thì anh chị có hàng thì mình cứ cầm nắm chờ cho cái target này, chúng ta canh, chúng ta hạ cái tỷ trọng ra bớt. Về xu hướng nhóm chứng khoán á, thì anh chị lưu ý là phía trên là những cái vùng kháng cự dày, thì thành ra em sẽ chờ những cái tín hiệu cổ phiếu nó tá tích lũy lại quanh, khi mà nó về lại những cái này, những về những cái vùng kháng cự lớn của cổ phiếu ha. Mình không biết là cổ phiếu nó tích lũy nó về tới những vùng này, nó tích lũy có thành công hay không, hay là nó tiếp tục lại rủ thêm một nhịp. Đấy, nên thành ra là cứ an toàn thì mình cứ chờ thêm đối với cái nhóm chứng khoán ha, cũng chưa nên vội mở mua mới. Anh chị đọc cuốn sách của William O'Neill á, thì ở cái chương cuối cùng á, phần cuối cùng sẽ có những cái dẫn chứng, và ổng cũng chia sẻ cái quan điểm thế này, đó là cái tư duy mà anh chị canh bắt cổ phiếu ở những cái vùng giá thấp á là một tư duy hết sức sai lầm trong đầu tư chứng khoán. Anh chị thấy một cái mã cổ phiếu nào mà nó yếu á là nó cứ yếu hoài luôn. Em lấy ví dụ như Vinamilk giai đoạn trước nè, che cái phần này lại nha. Đó, thì anh chị thấy cứ nó cứ giảm nè, về tới đây tưởng đáy đúng không, thấy bùng nổ khối lượng, bắt vô cái nó rớt tiếp rất nhiều cái đáy luôn. Đó, cổ phiếu này nó đang trong một cái xu hướng giảm mà giá của nó á nó thấp á anh chị, thì anh chị mình hạn chế chúng ta vào. Nên thành ra đó là lý do vì sao em không có tham gia penny là như thế đó. Những cái mã cổ phiếu giá dưới 10 á, đấy anh chị mình lưu ý ha, cứ không phải là cổ phiếu nào mà giá rẻ thì mình ham rồi mình vào bắt á, nếu không nên. Thay vào đó một cái mã xu hướng tăng điểm, em lấy ví dụ như VGC nè, cái con hồi phục xu hướng mạnh nhất trong cái nhóm mà, trong cái giai đoạn mà VN Index nó rơi vào trong cái giai đoạn mà VN nó hồi phục tạo đáy và hồi phục đi lên, thì cổ phiếu VGC là cổ phiếu hồi phục khỏe nhất, phải nói là khỏe nhất thị trường luôn anh chị. Đó, thì anh chị mình thấy ha, nó tăng điểm, nó về những cái vùng kháng cự, bản chất nó rủ cái nó vẫn tăng, đúng không? Ví dụ như anh chị mình thấy mình định bắt đáy cổ phiếu này đi, xong tự nhiên nó tăng tới đây, thấy giá cao quá không bắt, xong thấy nó rủ cũng cao quá, chưa có phải là vùng giá tôi định mua, thành ra không mua. Đó, nhưng mà sao anh chị mình thấy nè, xu hướng tăng là nó vẫn cứ tăng, thấy không? Đấy, thì thành ra là bản chất anh chị không phải là mua cổ phiếu giá rẻ, mà mình đầu tư á là mình đầu tư cổ phiếu có khả năng tăng giá. Ví dụ như anh chị mình mua giá cao thì anh chị mình vẫn có thể bán ở mức giá cao hơn, chứ chưa chắc chắn một điều là anh chị mình mua cổ phiếu giá thấp anh chị mình phải bán với giá cao hơn đâu, khó lắm anh chị. Đó, có khi là mua giá thấp rồi bán giá thấp hơn nữa đấy, nên là anh chị mình lưu ý nha. Đó là đối với cổ phiếu nhóm chứng khoán thì em đánh giá là cần phải chờ thêm, bản chất là vẫn chưa có mua ngay được. Có hàng thì vẫn nắm giữ thôi, bởi vì là cổ phiếu đa phần nó về hỗ trợ lớn hết rồi. Đến thời điểm hiện tại thì nhóm này nó vẫn cần động lực về dòng tiền, xung lực về dòng tiền như nhóm ngân hàng á, để mà chi hồi phục được về những cái vùng cao hơn, phía cao hơn. Đó, dạ rồi, thì đó là đối với nhóm chứng khoán ha. Mình đi sang nhóm đầu tư công đi anh chị.
nhóm bất động sản thì cũng không có gì để nói quá nhiều, ngoại trừ ví dụ Nam Từ Liêm thì như em có chia sẻ về cái xu hướng này đúng không? Con này thì xu hướng đi ngược thị trường, nên thành ra là trường hợp để tới nó tích lũy lại thì mình có thể chú ý nó. Ngoài ra HDC cũng là một trong những cái mã cổ phiếu anh chị có thể chú ý đối với nhóm bất động sản xây dựng này. Đó, thứ nhất thì anh chị mình thấy nó rủ là khối lượng lớn, một phiên tạo đáy nè. Đây là phiên cặp stop bên volume 3 nè, anh chị lưu ý nha. Lưu ý về cặp stop bên này, có thể gọi là cặp tạo đáy ấy. Đó, nhưng mà giai đoạn sau nó cần phải có những cái nhịp cân bằng thêm thì như thế mình mới xem xét giải ngân sau. Đó, quan sát lại cổ phiếu này được ha. Đó, thì đối với nhóm bất động sản xây dựng là như thế. Còn những cái mã cổ phiếu như DG, CLG, DG cầm nắm canh điểm hồi phục cơ cấu ra giùm em. Lưu ý nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang cái nhóm mà em thấy là nó có sự đồng thuận trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, và xét về cái xu hướng á, nó là những cái nhóm mà cân bằng trước VN-Index luôn. Hồi nãy mình có đề cập cái nhóm cân bằng là cái nhóm cổ phiếu thép rồi đúng không? Đó, thì anh chị mình lưu ý là đây là nhóm đầu tư công này. Đó, thì mình có đề cập cổ phiếu C4G. Đấy, thì anh chị mình thấy hôm nay cái xung lực của C4G nè, nó đạt về cái gọi là cái phiên mồi dòng tiền nè. Đúng không? Bản chất là VN nó rũ về nền dưới nhưng con này vẫn neo, neo giữ nền. Đó, và ở video cuối tuần thì mình cũng có đề cập C4G cho anh chị mình đúng không? ASM, C4G, PAO nè. Đó, những cái mã cổ phiếu như thế thì hiện tại đang vận động rất là tích cực. Đó, thì đối với C4G anh chị mình lưu ý là quanh cái mức giá 14 sẽ là những cái điểm mua tại nền đẹp của cổ phiếu ha, hoặc là 13 chấm ít chẳng hạn. Đó, thì đối với cái xu hướng của C4G anh chị nào có hàng thì mình nắm giữ thôi. Đúng không? Điểm mua thì ngày mai trường hợp mà nó tăng thì không có điểm mua nữa nha anh chị nha. Ví dụ hôm nay là cái phiên khá là đẹp để mà lấy vị thế, còn ngày mai nữa sẽ khó. Đúng không? Trường hợp hôm nay nó rút chân tốt như thế này thì ngày mai nó nên có những cái đi phiên bùng nổ lên. Chứ mà ngày mai nó lại retest nữa là em sẽ cân nhắc nha. Mình tiếp tục cân nhắc á, trường hợp cổ phiếu đi ngang quá lâu mà nó không đánh lên là anh chị mình hiểu là nó có xác suất gãy nền đó. Nhưng mà hiện tại thì cái xác suất này nó không cao, bởi vì là cái giai đoạn mà vừa đi nó rủ á, trường hợp cổ phiếu nó không muốn đánh thì nó cho gãy luôn đi, tổ chức cho gãy luôn chứ việc gì phải đỡ giá lên như thế này. Cho anh chị nào mua trên này chúng ta bán hồi vốn đúng không? Đấy, thì thành ra anh chị mình lưu ý là xu hướng của C4G hiện tại đang khá là đẹp nhé. Ngoài ra nhóm đầu tư công anh chị mình lưu ý ví dụ như HHV nè. Đó, hồi đợt trước em có phân tích tại sao em lại chọn C4G, bởi vì xu hướng của nó tiệm cận cái vùng kháng cự gần nhất, đẹp hơn với HHV. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì HHV trong ngắn hạn nó cũng khá là tích cực nè, liên tục test cái đáy không thủng đúng không, khối lượng thấp, hôm nay test cung à, xác suất khả năng mai có điểm nổ khá cao ha. Đó, thì đó là đối với nhóm đầu tư công. Ngoài ra mình đi sang nhóm điện đi, cũng khá là khỏe trong cái nhịp hôm nay. Như NT2, NT2 thì trong ngắn hạn nó đã về những cái vùng quá mua, bản chất nó cần tích lũy lại. Anh chị nào có hàng thì chúng ta canh chặn lãi phù hợp đúng không? Còn về điểm mua mới anh chị phải nên chờ thêm nha, chưa có điểm mua đối với NT2. Hoặc là như rì đó, anh chị mình thấy như rì á, thì nó bám sát cái đường trên like tăng trong ngắn hạn khá ổn ha. Đó, rủ mà đỡ được giá nè, thấy không? Con này cái xu hướng như em có chia sẻ về xu hướng của ASM, nó tương đồng như RI hoặc là như BC1 của dòng điện á. Ấy thì anh chị mình thấy ha, ASM nó đã phát động đi lên rồi nè, đúng không? Rất ok nhé. BC1 thì hơi lỏng một chút, đúng không? Hôm nay phiên mồi dòng tiền mà nó cũng không đóng cửa được cao nhất phiên rồi cũng bị bán, lại tiếp tục lình xình quanh cái vùng 41 này. RI thì lại ok hơn, đúng không? Đóng cửa test cung tích cực hơn. Đó, thì có hàng thì cứ nắm thôi anh chị nha. HDG thì cũng có test đáy rồi nè, nâng đáy khá tốt nè. Đó, thì con này á kháng cự ngắn sẽ quanh mức giá 55. Đối với HDG thì em đánh giá là anh chị nào muốn ăn á mà chúng ta mua dưới này nè, chúng ta phải nắm lâu hơn chút. Còn muốn anh chị nào muốn đánh nhăn á, chờ nó lên tới vùng 55 này nó tích lũy lại đi. Nó kiểm tra cân bằng cung cầu xong thì xuất hiện những cái điểm mua nó tối ưu hơn ha. Thì về xu hướng của HDG em đánh giá vẫn là một trong những cái mã cổ phiếu xu hướng khỏe đến thời điểm hiện tại.
Về cái xung lực hồi phục, anh chị thấy nó hồi phục rất là tốt đúng không? Đó, nó hồi phục được hơn 50%. Đó, thì trường hợp cổ phiếu này nó chững lại cái đà tăng, nó tích lũy cân bằng thì nó cũng sẽ gọi là tạo tiền đề cho những cái nhịp tăng bền vững phía sau, gọi là lấy đà để vượt đỉnh anh chị. Đó thì thành ra anh chị mình cứ có hàng cứ nắm giữ HDG ha, không việc gì phải bán ra cả. Kết cũng ok nè, tự nhiên cuối phiên giật cái đầu lên cái đóng tết cung đẹp ghê đúng không? Đó, ví dụ như 15 phút cuối phiên việc của VN Index ngày hôm nay á, trường hợp mà không có tiền vào á thì VN nó sẽ gọi là cần phải tích lũy thêm. Còn ví dụ như hôm nay tự nhiên 15 phút cuối phiên tiền vào khá tốt đúng không? Thành ra là một số cái mã cổ phiếu á, nó giữ được cái xu hướng cân bằng, thậm chí là nó xuất hiện những cái điểm hướng lên nữa. Đó thì khá là tích cực ha. Bản chất là hôm nay VN đỏ điểm nhưng anh chị thấy là cũng đâu có phản ứng toàn bộ của các nhóm cổ phiếu đâu đúng không? Đó, vẫn có một số cái mã cổ phiếu nó có xu hướng cân bằng. Thì cổ phiếu nào xu hướng cân bằng trước thì nó sẽ đi lên trước thôi. Ví dụ như SM này, đúng không? Nếu giữ lâu thì sẽ đi lên. Đó, thì đối với xu hướng của VN Index hiện tại thì em vẫn đánh giá là cổ phiếu này nó cần về xu hướng của VN á, thì cần phải tích lũy thêm. Lưu ý ha, và trường hợp mà cái dòng tiền nó vẫn chưa tập trung ở những nhóm cổ phiếu lớn có khả năng dẫn dắt thị trường á, thì VN nó vẫn sẽ tiếp tục lên sình quanh cái vùng biên này đúng không? Thậm chí là nó sẽ có những cái nhịp rung rũ về lại test cái vùng đấy này nè. Đó, tuy nhiên thì chúng ta cứ quan sát cái yếu tố đỡ giá cũng như là cái yếu tố dòng tiền nó đang luân chuyển sang những cái nhóm nào để chúng ta hành động phù hợp, cũng không quá bi quan về thị trường ở thời điểm hiện tại anh chị nha. Dạ rồi, thì video tới đây ngày hôm nay xin phép tới đây. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi đến hết video này, và hẹn gặp anh chị mình ở những video tiếp theo.